Ghế nhựa không phải ghế sắt của chương trình anh ơi. Ghế nhựa anh Huy ơi. Hả? Ghế nhựa được tính điểm. Cái này là cái ghế gì? Ủa vậy cái ghế nhựa đâu? Hai. Mê sảng. Đẹp trai. Chào. Đáng yêu. Giàu. Cái gì? Tao có thấy mà cái gì mà cái nhấp à. Tao hứa với em chứ không có. Chấp cũng vừa, tao có một mí ly là làm sao mà coi được. Em thấy rồi. Trong đó là tình yêu của em dành cho chị. Ghê quá à. Mới chị phải dẫn em nó ra. Rồi lý do gì mặc bộ đồ này? Cho nó trẻ bằng ta. Bình thường là chị không có mặc đồ màu sắc kiểu vậy đâu. Đúng rồi, em thấy bữa nay là chị đĩa cái hoa văn của người ta, chị quỳnh lên rồi người chị. Đúng rồi, chị hỏi trước bé Huy, nó nói mặc cái này là chị bưng ra liền. Mà mấy đứa trẻ kia là giới thiệu con, còn ở đây chị giới thiệu Hy với Hương. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Kiếp TV Chào Chi. Chương trình dưới đây truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta có một gương mặt rất là mới. Dạ. Yeah. Một diễn viên trẻ. Ông chị né ra dùm bạn này chị. Dạ. Ta nói bạn này nè chị. Cảm xúc của em khi đến với chương trình là gì? Dạ, ban đầu em thấy thoải mái lắm. À, nhưng mà bây giờ em thấy hơi lo. Ủa cái gì đâu lo em? Thấy mọi người vui quá em lo. Có chị đằng sau lưng đừng sợ. Thôi chào mấy anh mấy chị làm quen nè. Dạ em chào anh Thu Nguyễn, em chào anh Hoàng Phi. Con chào cô Việt Hương. Con chào cô Việt Hương. Đánh liền, đánh liền. Để em. Chị để em. Chị tổn thương. Nói đàng hoàng, chào. Dạ em chào chị Việt Hương. Việt Hương. Thôi bé Hương đã về với bé Thuận rồi. Mất cơ hội. Tại sao cái chuyện mà cái bé Hương mà bé mèo phải ôm thằng bé này xét trong lòng vậy? Lỗi nha. Ừ, như em thấy có vẻ lợi dụng ở đây. Em phát hiện cái điều đó. Chị đừng, tụi em không có gì hết. Vậy à. Ủa xin lỗi. Trời ơi. Cái hành động của tôi. Nhiều người còn nhìn lên nó chứ cái cố diễn cho nó dễ thương. Còn đây lòn tay vô nắm đồ chi vậy. Không có gì hết mà. Để thằng bé nó nói tiếp đi, đứa bé nó nãy. Quên nói đi cưng. Dạ, em chào anh Phát. À, trời. Chào cô Như luôn. Chào cô Như luôn. Chỉ có học võ nha. Chào chị mèo, đừng bé Như. Là Huy là đang theo đuổi lĩnh vực gì, ca sĩ hay là diễn viên? Dạ, hiện tại thì em theo đuổi diễn viên. Em đã từng tham gia những cái sản phẩm nào rồi? Dạ, em tham gia phim của Nương Hoàng Phúc với một số phim truyền hình. Dạ, em đang coi mùa phim của chị Hương là Sấm Chùa. Thấy thương quá à, thích em quá à. Bắt đầu thích lại Chánh Đà Cà Phê. Em thấy vã mồ hôi rồi anh. Ờ, em thấy lo rồi đó, số này chắc hay dữ à. Bây giờ mình vô trò chơi và thử thách. Đúng rồi, mình vô đầu tiên luôn đi. Các bạn hãy ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, bởi vì chúng tôi sẽ quay lại ngay cùng với khách mời của Tiếp Chiêu Đi. Chờ chi. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi. Chờ chi. Ở thứ đầu tiên với tên gọi dành ghế, chúng ta mỗi người sẽ phát cho một cái nón, nhưng mà không đội lên đầu mà đội vô mặt. Che cái mặt lại. Chương trình có 5 cái ghế được bố trí ngẫu nhiên và chúng ta phải dành vị trí của mình ngồi. Kính thưa quý vị, những chiếc ghế đã được xếp ngẫu nhiên và bây giờ mình xin được phép
bắt đầu vòng đầu tiên. Rồi, đi tìm đi. Trời ơi, nó làm vậy? Chị Hương ơi, chị có cái ghế chị ngồi rồi. Rồi rồi, đây đây em cũng có luôn rồi. À, ai đá vô ba sườn vậy? Ai vậy? Con trai, thằng bé Huy. Ồ, tôi nghe cái mùi vỏ tấn phát đang ở gần đây. Ghế nhựa không phải ghế sắt của chương trình anh ơi. Ghế nhựa anh Huy ơi. Hả? Ghế nhựa được tính điểm. Cái này là cái ghế gì? Ủa vậy cái ghế nhựa đâu? Ê, đi tắm biển luôn rồi kìa. Con người. Đúng rồi, đây nè. À vậy, cái chân ăn khủng bao nhiêu hả? Nắm chân lại không? Cái này. Hay quá. Trời ơi, người cũ mà chơi gì kìa. Ủa, cái dân sống chợ này đâu rồi, đông đảo vậy? Anh quay ra cho khán giả nhìn cái tàu hình đó. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, hươi. Sao đập tay em vậy? Mọi người ơi, ghế để đâu vậy mọi người? Ê, coi chừng đạp tay tôi nghe. Không thấy cái gì hết, trời ơi. Cái ghế của con. Con ngồi rồi. Ai dở chân tôi vậy? Ai nắm chân tôi vậy? Chân ai vậy? Như ơi. Vậy Như, đi theo tiếng vỗ tay nè Như. Thôi đừng, lấy cái này đi. Đi theo tiếng vỗ tay nè Như. Thôi đúng theo anh đâu.
ai có ghế chúng ta mở mặt nạ ra. Dạ còn ai chưa là không được nha. Chị Như, nãy em nhường ghế chị rồi, chị chỉ em đi. Ê ê, chị biết chỗ rồi. Đi ra tiếng vỗ tay lấy cái ghế nào Huy. Đây, lại đây. Đúng lắm nha Huy, chơi thì đúng lắm nha Huy. Chơi giỏng ăn ngang nha Huy. Ủa? Đúng các bạn, như vậy là kết quả đâu quá rõ ràng. Và Huy đã bị lại cùng tôi. Còn bây giờ là một người nữa thua lên là được phải không? Bây giờ mình tìm thêm một người nữa. À. Để thành lập một đội nữa. Ok, à, rồi. Bây giờ vô vị trí lại nè. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Và bắt đầu. Đừng ai đạp tay em nha. Tới rồi chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Thảo Như đâu? Thảo Như nè. Nắm tay tôi. Đâu? Đây. Đứng lại, đây, đây, dẫn qua đây có cái ghế nè, đi qua đây. Rồi, như vậy là hai người đã có ghế rồi. Vẫn còn một chiếc ghế nữa. Vẫn còn một chiếc ghế nữa. Thôi ơi, cố lên. Ở đâu, ở đâu? Còn một cái nữa, cố lên xem. Cái gì? Cố lên hả? Dây điện, cái đó dây điện. Ngoài đây, ngoài đây. Vô giữa bác ơi, vô giữa đi. À, đi theo tiếng kêu của chị nè. Chị dắt, chị dắt, chị dắt. Qua đây bước nghe, có cái bật nha. Có cái bật. Đúng rồi. Rồi, bước rồi còn cái bật nữa. Ngồi xuống rồi. Sao lúc đầu nó vậy đi. Trời khóc luôn á, tội nghiệp quá rồi. Thương. Thằng bé này giống như đi phát ghế vậy đó chị. Không giống như ba bốn đứa hùa vô là ấy nhỏ đó. Thôi, em đứng ngoài em thấy Thuận kiểu em không biết có cảm nhận gì, em đi tới thắng như vậy luôn. Em thấy mà. Giống như một người thấy đường cao, vậy đó. Cao, Thuận thấy. Ảnh cao em mà. Nhìn qua cái lỗ đó em thấy luôn. Ảnh là như ngọn hải đăng vậy đó. Mà chị thắng hay thua? Được thiên thần độ. Chị vừa đi là chị máu thiên thần, chị ôm thiên thần liền. Rồi, chị tìm đi. Tới rồi chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Em ăn ở làm sao á mà nguyên phim trường lúc mà còn mình em nguyên phim nhiều vỗ tay. Sao lúc đầu nó vậy đi. Hey, bây giờ em về đội của ai? Của anh Phi đúng không? Đúng rồi, em về đội của anh Phi. Chia đội rồi đó hả? Dòng này phải cố gắng chiến thắng ở những thử thách sau để mình thi trước nha. Nếu không lệnh, cuộc đời tan nát nha Phát. Thôi bây giờ mình phải cứu đi, mình phải cứu bạn cứu trẻ đi, để mình để phải chết. Cứu bạn trẻ đi. Chứ đâu có để bạn trẻ qua bên bển được. Ủa, có sao đâu chị, đúng không? Đúng rồi, ba người chịu trẻ ở chung với nhau có sao không chị? Em muốn em qua bên đây, anh qua bên đó không? Ở chỗ với anh. Tự nhiên cái thấy mình có giáo rồi ta. Em lẹ đi, em sắp hết giá rồi đó. Lẹ đi. Qua đây không? Quyết định đi. Qua đây không? Anh đổi chỗ đi. Qua đây đi. Ok. Hôm nay mình gặp lại sau á. Bye 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 bye.
Bây giờ mình đã có đội rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một thử thách nữa để xem ai là người tung chiêu, ai là người tiếp chiêu. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với thử thách thứ hai của chương trình. Tiếp chiêu đi, chào chi. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tiếp chiêu đi, chào chi. Thử thách lần này với tên gọi là triết học bí mật. Mọi người ai cũng biết luật hết rồi, nhưng mà Huy là người mới thì anh xin phổ biến luật một xíu. Có nghĩa là mỗi đội sẽ cử ra một người cầm một chiếc hộp, mở lên. Năm người còn lại căn sao trong cái thời cơ mà mở lên đó, sẽ đoán cái vật trong đó là vật gì. Đậu bắp. Hổ qua. Người nào đoán đầu tiên sẽ là người đại diện cho chiến thắng của đội đó. Vâng, thưa các bạn, trái trồng đây là và chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Ở lượt chơi đầu tiên, mời anh Phi sẽ mở chiếc hộp. Vô ngồi cách. Ngân hàng chào giá chiếc hộp này với giá là bao nhiêu ạ? Cái gì? Một khoảng đen. Mắc gì cười? Nhìn thấy cái gì hả? Ê! Ê! Chém mẹ! Cái gì? Chém mẹ! Chém mẹ không? Hả? Nó nói chém mẹ là chém mẹ đi. Chém mẹ! Chém mẹ! Chắc chưa? Chắc! Vâng, thưa các bạn, trái trong đây là vậy đáp án chính là trái me. Trái me. Với như vậy là đáp án trái me đã khép lại sự nghiệp mở hộp của tôi. Chào mọi người. Đẹp nha, ngân hàng bên này đẹp nha, đó. Đó, đó. Wow. Em thấy ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Quy, cái gì vậy Quy? Trong đó là tình yêu của em dành cho chị. Kiểu cái đuổi liền. Bất lượt đoán nữa nha. Mỗi người đoán được một lần thôi. Cho Huy nè. Ghê quá à. Trời ơi. Ôi, khổ qua. Miếng ổi. Khổ qua. Thì đây là tình yêu mà em dành cho chị Như là khổ qua. Chị tao bị loạn thủy. Chung đội á. Không thấy mà cái gì mà nhấp à. Còn cầu. Tao hứa với em chứ không cộng. Nhấp cũng vừa, tao có một mí ly là làm sao quay được. Thôi tin nha. Trên mà con đánh tụi bé ảo tưởng đi chị. Một ly à. Không có mấy rồi. Cho chút xíu đi. Khổ qua sắc lát luôn. Đoán nó vậy luôn. Bốn miếng khổ qua. Thấy chưa? Sao chị thấy có một miếng mà miếng xanh xanh, có trắng trắng ở giữa là ổi. Bốn miếng. Ổi đó. Em xin phép nha, em có việc về trước. Ê, đó, sao vậy? Tại em thấy nó. Chị học sòn đá quý á chị. Đình ăn gian hả? Em sao? Ra đây đi. Phát bên đội nào, phát bên đội kia phóng chị. Mấy anh, cho em giải thích. Phát, nếu như là đây, bắt em đi mấy anh. Bắt em đi. Anh chứng, vật chứng, rành rành ở đây. Cái tình yêu gì mà đắng ngắt vậy trời. Đúng rồi.
anh. Mở đi anh, đi anh. Mở cho mọi người coi đi. Mở đi. Mở cái hộp đi, mở cái hộp. Thì thôi em qua đây em mở. Mở đi em, đừng mở tới, đừng mở tới, đừng mở tới. Ê, giấu chị ở nhà một cây phim trong xóm á. Bé này bên chữ đoàn quá hay gì á. Đâu bắp. Hôm qua. Không phải hôm qua, không phải đâu bắp. Vô chi, vô chi. Hôm qua nữa hả? Ông có thuyết âm mưu của biên tập á là không ai nghĩ là sẽ hôm qua nữa. Cái gì mà lý cần tay gì mà dài dài đúng không, cái gì dài dài mảng thịt bò à, màu xanh bú năm cái một chùm lận à, cái gì vậy cậu, cái cọng hoa xanh không phải cọng tỏi tây, cái đó đó, cái em không biết tên cái gì chị đã rồi mình đổi với nhau, mình là măng, mình đổi măng tây, măng tây, măng tây, măng tây, măng tây, măng tây. Yeah. Đó là cuối cùng ai là trà hai thắng. Đến này. Mà băng tay để vậy rồi ai biết là trời. Ờ à, băng tay mà xếp như cái bè vậy mọi người. Đâu? Là băng tay mà xếp vậy nè. Thì là sao rồi mình thắng rồi anh xếp gì hoài vậy? Ồ anh quên ha. Kính thưa quý vị, trải qua 3 vòng thi thì đội của Hoàng Phi, Thuận Nguyễn và Võ Tấn Phát đã chiến thắng. Trước khi đến với vòng tiếp theo, xin mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chuyển lại tin cũ đi, đang coi mà, đang coi ca nhạc mà. Cũng coi đáp anh. Coi đáp anh đi ra chỗ khác coi. Ủa tại sao chị không lên lầu coi? Nhà này của em hả? Chứ của ai? Thôi em đừng có vô ba gì. Ba nói, mày với mẹ nói là sau này sẽ để lại tài sản cho em còn chị đi lấy chồng. À da. Gì hả ba? Cái gì? Làm gì đánh ba? Mở lên đây cửa cho chị. Hả? Giờ sao? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đố quá của tôi. Chắc tao khó lắm. Trời, làm gì không? Nè, không rảnh kiếm chuyện đi, đi ra khỏi nhà đi. Đi ra khỏi nhà đi. Ủa em ơi, chị là chị mà. Nhưng mà em là em mà. Đi chơi đi, ở nhà làm gì hoài vậy? Ở nhà đợi người yêu tới. Tao không thích nhỏ đó nha. Ủa mắc gì không thích? Đẹp quá trời. Thôi thôi thôi, mệt quá, hẹn đi chỗ khác thì tao mét ba đó. Ba chấp nhận rồi. Ê, ba nói là sẽ cưới người đó cho em. Nhưng mà mày hẹn chỗ khác thì tao không thích. Bị gì đi chỗ khác đi. Ủa nhà tao mà, tao đâu có hẹn với ai đâu. Tại sao phải ra đường trong khi hai đứa hẹn nhau đi, đi nhà hàng đi. Ủa lớn rồi, sao mà không có bạn trai đi. Mà đúng, sao có bạn trai được. Thế như bà dễ gì có người để hẹn đi chơi. Nữa kìa, hai chị em đánh nhau nữa kìa. Này tôi chơi. Mày đi ra ngoài đi. Nhà của tao, tao muốn được tự do, ok? Ê, mày đi ra ngoài đi. Ê, giờ mà sao? Giờ mày đi ra ngoài đi, tao nói là tao không ưa con nhỏ đó. Ủa? Ủa? Ê! Giờ sao tôi đi gặp bạn gái? Thì đó mày cho mày mượn xác tao đó, mày đi gặp bạn gái mày gặp đi. Ủa? Tao muốn được tự do nhà này. Bình thường chị mèo cũng đâu có nữ được đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tới rồi kìa. Ừ anh ơi, không được. Không có được. Tục vàng ơi, anh Huy tục vàng. Ô anh Huy. Má. Đi ra. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Chương ta hẹn hò ra phẩm đến tình đã mở tửa. Em phải tự gieo đào sô phá. Tạch quánh em ngỏ. Mày thấy nó cái miệng nó đi trước không? Mà dù phải bà đánh nó lần nữa tôi đánh bà đó. Trời ơi chị, nãy giờ em xin lỗi em không thấy chị. Thôi, không sao nữa. Dạ chị, nó nghe nè. Chị nói nghe nè. Được chú mắt thì chứ. Anh hơi tập đà
vàng, tập vàng, anh Huy ơi. Trời ơi, tao trước mắt quá thiệt là tình đó Huy ơi. Là Huy, mày đi ra ngoài giùm tao cái. Ủa gì vậy? Ơi, chạy ra đi, trời ơi, con bánh bèo vô dụng. Cái gì vậy? Tự nhiên gỗ hiện ta đã rồi bây giờ nó. Bây giờ em nghe anh giải thích nè. Không, em nghe, không, đừng có dãy ra. Đừng dãy như vậy, đáng yêu lắm bé rồi. Thôi khoan anh thương nha. Chị tự trọng sao chị cứ áp áp vô bên ngoài vậy? Em là em thích anh Huy thôi nha. Chứ còn chị nãy giờ em thấy là hai lần rồi đó. Thấy hơi kỳ kỳ nha chị. À, đợi anh, à, đợi chị họp gia đình chút. Gì vậy mày? Tôi lại bà, giờ bà giúp tôi vé đi. Bây giờ mình nói chuyện bà đàng hoàng đi, bé nó dễ tổn thương dễ giận lắm. Ráng giúp tôi đi. Bây giờ nếu mà giúp rồi thì mày đi ra khỏi nhà 3 ngày, tao ở nhà mình được không? Anh Huy, anh Huy, đáng yêu vậy chị không nổi luôn. À, không được, nó đáng yêu quá. Là bây giờ tao phải làm với mày là đáng yêu quá chị không đúng nổi rồi, luôn. Đúng rồi, chị không nổi luôn. Anh Huy. Đáng yêu quá, chịu, tao chịu không nổi luôn. Tao chịu không nổi nó. Tao anh bị gì á, không giỡn luôn nha. Em không có giỡn với Huy nữa nha. Cứng lên coi, cái gì mà lóng la lóng lét vậy? Cứng lên. Tự nhiên hẹn hôm nay nè, cái quan trọng cuộc đời mình nè là anh hẹn em qua đây. Rồi anh nói cái chuyện rất là quan trọng với em. Sau đó là hẹn ba má, bây giờ ba má em ở nhà. Ba má em trông gặp anh rồi, ba má còn hả nói là hôm nay mà nếu mà về được á là cho gặp ông bà tổ tiên luôn. Thôi được rồi, thương gục dưng nữa đó. Thôi chị thấy ghê quá chị. Trời, chị làm thức ghê luôn á chị Như. Mà làm giùm coi. Thôi bây giờ anh có qua không? Bây giờ thôi em không giỡn nữa nè. Ẩm lên, bình thường hay ẩm ẩm lên. Bây giờ anh có qua thương không? Thương cục cưng nha, thương cục cưng. Ẩm lên. Nói vậy mới được nè, vậy mới được nè. Để anh sẽ đưa em đi vòng nhà chơi nha. Không, bây giờ em muốn anh hôn em cái đi. Một cái nữa. Anh hôn em một cái hả? Ừ. Em nhắm mắt lại anh hôn em nha. Nhắm mắt lại đi. Cầu hôn lấy gì cầu hôn? Cầu hôn lấy nhẫn cầu hôn. Ê, mày có chuẩn bị nhẫn luôn hả? Có nhẫn đâu mày chuẩn bị? Đây hả? Có nhẫn nè. Nhẫn của mày hả? Ờ. Nói gì trời? Thương ơi. À. Thời gian vừa qua sao? Mặc dù anh rất là ghét cái mỏ của em. Ghét yêu quá. Đơn tao nè. Vì gia đình của anh cho nên anh phải đành chấp nhận cưới em lại. Cái gì mà đành chấp nhận? Anh xuống kỳ cục quá. Ê, anh mà đánh chị Như là em giận em về luôn. Anh không có thể nào mà bạo hành chị anh cứ như vậy được. Chị có sao không? Đó, chị của em thương anh thôi. Ừ. Bây giờ em thương chị cảm ơn nhưng mà em đừng có bỏ ảnh nha. Hiểu không? Nó em chị thương em dữ lắm. Ủa hôm nay hai chị em bị gì vậy? Hai chị em không phải vậy, anh Huy của em phải vậy. Trời ơi mệt ghê luôn á. Hay là bây giờ nè, tôi nói mày nghe nè, hồi nãy tao mày bị điện giật đúng không? Bây giờ tao mày làm điện giật cái nữa biết đâu rồi đổi thân xác lại. Đổi cái gì bị điện giật gì? Ơ đừng có làm vậy mà, xong tự nhiên mọi người lại lấy cái điện ra chơi. Giờ sao hai đứa mày mệt quá à, tao mệt lắm luôn rồi đó Huy. Bây giờ mày phải giúp tôi chứ mà không thể nào mà bỏ đi vậy được. Chứ vậy tao không ưa nó làm sao kêu tao luôn điện tình cảm được. Tao hoài vậy chứ mặt người ta nói không sợ người ta quê hả? Chứ giờ sao? Trời ơi tôi tức quá. Đừng mà Hương. Ủa nãy giờ em tới, anh xin lỗi, lại ngồi. Anh Huy nè, cái chuyện này dài lắm. Gì vậy? Là nói
cái gì khác khác phải không? Là hồi nãy hai chị em thay đổi với nhau, tự nhiên sao giờ chị Như chị nhập qua người tôi. Bây giờ tôi không phải là Hương, chứ lại tôi là Như, còn tôi là ai? Tôi là bé Hương. Tôi là ai? Thì là Huy chứ là ai? Đúng rồi, Huy nè. Ê, nói nghe nè, bây giờ là tao ngon nha. Bây giờ mà nếu vô nhà này với cái hình thể của con Hương tao làm dâu là cũng lấy được gia tài. Ba rất là thương tao, con gái rượu cũng hưởng được gia tài, vậy tao giữ thân xác này. Ha ha, Huy ơi, bây giờ nghĩ làm sao? Không có được, bây giờ bà phải trả lại. Không, tao trả không lại xác người yêu. Không, bây giờ bà phải trả cái body lại cho tôi. Đừng. Hai đứa bay mãi mãi sao không bao giờ lấy nhau được đâu. Tao là bá chủ nhà này rồi. Thời tao rồi. Tự nhiên tao chậm mặt quá. Ủa, xỉu hả? Tưởng mày dễ dàng quá ải hả? Mà cái giọng điệu cũng như mày ghét đó, mày giải quyết đi. Thôi trả lại đi. Không, muốn lấy Hương, đúng không? Đúng. Cái xác này đúng không? Đúng vậy. Ký giấy đi, để là gia tài cho tao. Nhưng mà em nói anh nghe nè, miệng anh hổn quá. Anh là em thì anh phải nhịn. Ủa chứ bả có hiền đâu. Giờ anh hứa đi, anh hứa anh không có chửi chị anh nữa đi. Anh nhường nhịn chị anh đi, bả không có chồng, không có gia đình rồi anh còn hiếp nữa. Tổn thương. Thôi đừng. Nhạc ơi, thôi đừng. Bé em bé ơi, em bé, đừng bé em bé. Đã người ta ra đường, người ta còn không ai thương rồi, ở nhà còn em còn không thương nữa. Rồi thôi, thương được chưa, thương mai mốt thương. Thề luôn đi. Bỏ Hương điện giật lộn mèo cù. Mà giật được cái này chị Như, và vẫn là em. Yeah, và từ đây về sau gia đình của chúng ta sẽ không còn cãi nhau nữa. Cảm ơn em gái đã giúp chị. Ủa vậy là nãy giờ không có quán đổi vậy hả? Không. Trời ơi, buồn quá nha. Tao nhẫn đau còn không? Đúng rồi, đây. Lấy đi. Em đồng ý lấy anh với điều kiện anh không được ăn hiếp chị Như, và cũng không được ăn hiếp em. Sau này em về làm dâu ở nhà này thì anh cũng phải thương em y như là em của anh, chứ không được ăn hiếp, được không? Được, anh hứa. Hiểu không? Em đồng ý lấy anh làm chồng ha. Sao vậy, sao em khóc? Xúc động á. Thôi lấy nhau đi. Quý vị thân mến, tôi mong là cái thông điệp mà hạnh phúc trong gia đình sẽ lớn hơn hạnh phúc ở ngoài. Nếu như trong nhà bạn hạnh phúc thì ra ngoài bạn cũng sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc nhỏ sẽ đến hạnh phúc to, các bạn cố gắng lên nha. Hay quá. Qua cái tiểu phẩm này thì em thấy Huy tốt nha. Huy có ứng biến, khả năng ứng biến tốt, diễn cũng tốt luôn. Này tôi chơi. Mày đi ra ngoài đi. Nhà của tao, tao muốn được tự do, ok? Ê, mày đi ra ngoài đi. Ê, giờ mà sao? Giờ mày đi ra ngoài đi, tao nói là tao không ưa con nhỏ đó. Ủa? Ê, hồi đầu á là giai chị là giai của Như đó, có nghĩa là hai chị em nè, tại vì ở ngoài đúng cái lứa tuổi là hai chị em, rồi bé Như là bồ, mà Như ngại á là bé Huy không dám đánh chị. Sao dám đánh chị Hương? Đó, cho nên khi mà đổi vô cái đó xong rồi chị vô chị đổi thêm một lần nữa. Thiệt luôn. Như đợi coi Huy xử lý sao. Thì thằng bé cũng lanh trí, thằng bé cũng làm được. Em hy vọng là ba người ngồi ngoài sáng hơn, ba người sẽ làm tốt. Em tin là như vậy. Vậy biết chiều thôi. Ôi cái gì á? Cái gì vậy đang thấy mà?
Trời hai chỗ gì em trai ngồi chỗ của đứa banh đi. Có đứa banh ra ngoài coi đi. Thì sao á, đứa em mà không nhường được sâu như của đứa banh đi. Bỏ lại coi. Nhiệt bố láo mà. Lầm lên cho chị. Chị là con gái á nha, chị đừng vậy nha. Lầm lên cho chị. Ghê quá. Tôi muốn chị đi ra ngoài đi. Ủa mắc mới không phải đi. Tôi hẹn yêu tới đây. Không thích nhỏ đó nha. Sao có gì mà không thích? Con nhỏ đó miệng nó hổn con không thích nha. Ủa nhưng mà người yêu của em mà. Chị chạy nó càng quá nè. Em bây giờ phải nó nha. Đẩy cái bút phun xúc cái bộ phổi ra luôn. Đố chị bắt được em. Em chạy đi đâu? Trời giỡn hả? Trời ơi. Sợ mày hả? Trời ơi, tôi sợ chị hả? Hey! Đi gái lại cho chị. Được chưa? Mày đi gái đây. Cái gì mày làm cái gì? Chị đừng ép, chị bước tới em chiếu yêu chị liền. Nó sợ mày quá, mày đây. Chị đừng nói nha, chị đừng ép em nha. Mày lại đây. Chị bước tới em cắm dây vũ điện liền. Cắm đi cho hợp lý. Chết rồi. Hey. Ui, trả lại nha. Sao giờ sao? Nãy em thấy là như là mình bị chích điện cái mình bị như vậy thôi, mình lại mình bấm tay vô điện nữa đi. Hay ơi. Ê bạn gái. Bạn gái em tới, bây giờ sao? Anh Huy. Ê, nhà không có mau đóng cửa. Tôi ghét nhỏ dễ sợ luôn á, tôi ghét nó dễ sợ luôn á. À, con chân chân trời nhớ quá à. Đã mở cửa em phải tự reo vào sofa. Đánh đánh em. Ê, mà làm cái gì vậy? Sao mà đánh gồ tôi? Sợ thiệt. Không, cái này là bồ chị. Không. Để tự chị giải quyết. Em xuống đây nói nghe nè, nói khoan. Bao nhiêu người con gái không quen, quen con bé mặc đồ như sạc lô vậy. Nghe này, giúp em cái này được không? Tao giúp được. Bây giờ nó không có nhận ra em rồi. Thì tao cũng có nhận ra đâu. Hôm nay em hẹn người yêu em tới đây em tỏ tình. Bởi vì em mới kêu chị đi ra ngoài đó. Vậy là bây giờ chị phải tỏ tình cho mẹ em à? Đúng rồi. Nói vậy mới được nè, vậy mới được nè. Để anh, tao. Anh sẽ đưa em đi vòng nhà chơi nha. Không, bây giờ em muốn anh hôn em cái một đi. Cái hả? Nữa. Anh hôn em một cái hả? Ừ. Em nhắm mắt lại anh hôn em nha. Nhắm mắt lại đi. Đây là chiếc nhẫn cưới. Anh muốn cầu hôn em. Không. Nãy em thấy ảnh tác động vật lý vô chị á. Em thấy hết rồi. Không. Em muốn chia tay cái người đàn ông này. Em ơi, em đừng chia tay mà em. Không, em muốn chia tay. Đừng chia tay mà. Em được xem vô chuyện này nữa. Đừng xem nữa. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng xem nữa. Đừng xem. Anh làm bây giờ vậy chết chị Như rồi sao? Gì kì vậy? Trời giờ sao? Trời ơi. Tao ngon lành, trời ơi. Trong một cái thân xác của một con cô gái 25 tuổi, ngon lành không? Bây giờ tao vô tao làm dâu, tao hưởng gia tài ngọt xớt. Bình thường tao là con gái, tao cũng được ba yêu thương hơn, đúng không? Không thể nào. Trả lại thân xác. Chua đi. Không bao giờ. Đi qua đây nói. Nếu mà đồng ý thì bây giờ chia gia tài. Muốn lấy Hương đúng không? Đúng. Cái xác này đúng không? Đúng vậy. Ký giấy đi để là gia tài cho tao. Nhưng mà em nói anh nghe nè, miệng anh hổn quá. Anh là em thì anh phải nhịn. Anh lúc nào anh cũng ăn hiếp chị á. Bây giờ chị em với nhau trong nhà phải yêu thương nhau chứ. Bây giờ không chia gia tài. Nhưng mà hứa là anh phải yêu thương chị. Chị thấy vậy được không chị? Hay, trả
rồi. Thì bây giờ mày hứa đi. Em cũng nhận cái lỗi lầm của mình. Đúng rồi, phải yêu thương chuyện nhà của hai chị em mà. Chúng ta dù thế nào chúng ta vẫn là gia đình. Đúng rồi, trời ơi hay quá. Làm gì có chuyện quán đổi. Hồi nãy giờ á, chị nè với lại con bé Hương á giả bộ thôi. Em ghẹo anh thôi á. Vậy là tất cả mọi chuyện này chỉ là một người dàn xếp đó hả? Đúng rồi. Vậy thì không còn gì hạnh phúc bằng. Chúng ta trở về một nhà, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Bà này bà muốn chồng dữ lắm rồi. Hơi kỳ ha. Ủa chứ nhẫn cái sao đây không vừa. Cắt. Cắt cái đơ, cắt cái đơ vô thế, cắt cái đơ. Nè, cắt cái đơ. Cắt cái đơ vô thế, cắt cái đơ vô thế. Cắt cái đơ. Em đồng ý. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi, chúng tôi xin muốn gửi đến quý vị một chủ đề. Đó chính là người trong gia đình phải biết yêu thương nhau là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người nhà trong nhà mình phải biết sử dụng điện đúng cách. Hãy dùng điện hiệu quả và đúng cách. Bạn rối luôn quý vị. Bạn rối luôn. Hồi nãy chị đó nói rồi, nếu mà tụi em ra đề nó sẽ khác. Tại tụi em là ba nam sẽ gọn hơn, còn nữ là rất là khó diễn. Đúng chính xác. Rồi khán giả cũng sẽ bị rối luôn. Khán giả nếu mà phải coi ngay từ đầu thì khán giả mới hiểu được là hồi nãy bên này mình như thế nào, rồi bên đây tiếp chiêu lại. Và tụi em đảo lộn liên tục. Nói chung là lâu rồi á, mày mới thấy là ba anh chàng này bị chật vật. Đúng rồi, tụi em tiếp chiêu không thành công. Nhưng mà không sao, vẫn còn thử thách cuối cùng của chương trình. Quý vị khán giả đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút. Cảm ơn quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Ở thử thách cuối cùng này, đó là một thử thách rất là cam go. Đó, mỗi người chúng ta phải xếp một hàng ngang thế này. Chương trình sẽ đưa ra một câu hỏi và mình sẽ có một đáp án trả lời. Một câu hỏi nhưng mà tất cả chúng ta phải đưa ra đáp án liên tục như vậy. Trái bóng này to ra và từ từ nó sẽ nổ. Ai bị nổ nghe cái gì lượt của mày đó thì thua. Vô. Mời tất cả chúng ta sẽ đến với câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của coi chừng bóng nổ. Rồi. Niên. Hai. Mưa sản. Đẹp trai. Đáng yêu. Trời ơi. Giàu. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? À. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mặc đồ đẹp. À, mặc đồ đẹp không phải tính từ. À, cái gì? Cái gì? À. 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 Chết thằng bé rồi. Trời ơi trời. Vô mặt không? Vô mặt không? Sao không? À. 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 Bôi một cái đã áp lực rồi. Đi sao sao ra? Là con gái. Thiên nữ. Ê tụi em phải đi sát và đi chậm nó mới nổ quá em ơi. Là một cô gái rất là... Đúng. Không sợ. Trời ơi sao mà nó bự dữ vậy. Thương quá à, thuận gì mèo quá à. Tiếp trước một phát nó nổ em chị. Bây giờ mình không nói hỏi nữa, bây giờ mình tới đó mọi người đứng hát một câu hát. Hát một câu nó dài lắm, nó nổ ra. Hát đi chị lên trước đi. Câu hỏi cuối cùng chương trình, hãy hát một câu, trong đó có từ anh. Anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian. Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn số may mắn anh đến đây. Anh sẽ là mùa xuân của mẹ. Anh nào? Em sợ em yêu. Anh nào? Xuân của mẹ đó là em chứ không có anh. Con hả? Ờ.
Anh ơi, anh ở lại với em đây, anh ở lại. Anh yêu ơi, đừng nổ tung tóe nha. Cái gì vậy? Tâm sự chứ không hả? Các con ngựa ô ngựa ô mà anh khóc. Các con ngựa ô ngựa ô. Anh để lên cho. Dòng cái thứ sợ nhất vừa mới lên ạch một cái làm qua đầu. Em ơi, nhưng mà nói thiệt nha, chị tin chắc là các bạn không muốn cho em nổ đâu, mà tại cái bong bóng tới lúc đó nó bị nổ. Cái số hồn về chưa? Hồn về mèo ơi. Cả đời em sẽ không bao giờ kêu ai bằng anh. Đúng rồi. Ví dụ có chồng này phải kêu anh là không có, nổ liền. Trái bong bóng nào mà nổ ra một cái đống bùi nhùi như vậy không mọi người? Đúng ra trái bóng nó nổ lại lỗi chị Hương. Nhưng mà chị Hương ngập ngừng cái bé mèo. Chị để em là bước ra là nhận luôn đó. Khớp, không còn ngựa ô mà anh khớp. Không còn ngựa ô, ngựa ô. Để em lên cho. Lần đầu tiên em thấy bóng nổ mà em sợ dữ vậy luôn á. Không phải, thấy nó to quá, cái tiếng nổ nó lớn quá, với lại anh thấy ông nổ một cái là nó xé sợi như khu mực vậy đó, rất sợ luôn đúng không? Ôi cao cả quá trời, cho nhạc tay. Không mà tội nghiệp nhất là Huy nha. Tại vì là Huy là cái trái đầu tiên. Mọi người là không có chuẩn bị tâm lý là nó sẽ nổ to như vậy mà. Huy nãy là té thiệt luôn á. Nãy em hết hồn thiệt mà. Em hãy cho chị biết cảm nhận nguyên chương trình này. Thấy vui lắm, thấy khỏe, thấy mọi người yêu thương em như một gia đình nè. Đúng rồi đó Huy, chị rất thương em cho nên là chị mới nghĩ cái chuyện mà nó tráo lộn tùm lum tà la như vậy đó. Mà hình như là từ đầu giờ em thấy cái kịch này là kịch khó nhất luôn á. Đúng, dạ. Ai đồng ý là kịch này là kịch khó nhất? Giờ số đầm đi Huy, Huy. Người ta nói khó thì mình hùa tại mình nói liền, hiểu không? Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo, được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng MyDation Media Group thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Có một nhân vật mỗi lần xuất hiện là đều có tiếng cười và cái sự rộn rịp trong đó. Không, anh nghĩ là nên là rộn ràng là được rồi nha bác nha. Nhưng mà người này xuất hiện là anh thấy cái sự rộn rịp liền. Vâng, và đó chính là nghệ sĩ Việt Hương. Ủa giới thiệu Việt Hương mà sao? Anh tưởng là em nghĩ rồi. Ủa năm em thiệt hả? Dạ. Tưởng đâu là đâu hình ảnh nó nhớ ra thôi chứ. Trời ơi, ngày xưa bà cũng là trăm anh thế phiệt. Nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn mà bà theo tôi ở vỉa hè đường Trần Xuân Soạn. Tôi biết vậy tôi lấy thằng giàu. Lao đây nè. Tự nhiên tôi lấy chi thằng đẹp trai mà nghèo với ông lên cái gì không biết nữa.